Shop in quà tặng Lê Cường xin chào các bạn nha. Bây giờ mình đang đợi khách hàng tới để mà mình in ấn, thì thời gian rảnh mình sẽ hướng dẫn cho các bạn vài bước cơ bản để vẽ nên một cái ngôi sao. Ngôi sao có một cái hiệu ứng 3D lồng ghép những cái cánh với nhau nè. Đó, rất đẹp ha. Rồi, thì bây giờ mình mở cái phần mềm AI lên nè. Cố gắng làm nhanh nhanh á. Rồi mình mở cái trang giấy mới. Thì nếu các bạn xài Win 10, các bạn cập nhật lên những cái phiên bản 23, 22, 23 thì nó có những cái tính năng rất hay ho. Còn mình xài Win 7 thì mình chỉ cài được bản 20 thôi. Rồi ấn Ctrl R để lấy thước ra. Rồi mình kéo cái thanh cái thanh thước xuống. Rồi kéo thanh thước qua. Rồi bây giờ mình mở cái wheel này coi thước có bị khóa không. Rồi mình mở khóa nó. Mở khóa nó để mình canh chỉnh nó lại cho nó ngay giữa trang giấy thôi. Cái hàng ngang thì canh đây nè, còn hàng dọc thì canh đây, nó giữa trang giấy. Rồi khóa nó lại. Vô wheel. Vô lock nó lại. Lock wheel lại. Rồi thì bây giờ bắt đầu mình dùng cái công cụ vẽ đường thẳng nè, ấn giữ phím shift ha, kéo một đường qua đó. Rồi mình canh giữa nó luôn ha, dùng phím mũi tên di chuyển xuống đây một xíu, đừng cho lớn lên cho dễ nhìn nè. Rồi bạn lấy cái đường viền màu đen cho dễ nhìn ha. Đó, ấn phím Alt kéo lên nó một cái nữa. Đó. Rồi ấn để y nguyên vậy, đừng có đụng gì nha. Ấn phím Ctrl D copy thêm cái nữa. Đó. Rồi bao chọn hết. Nó đang canh giữa ha. Canh giữa hết. Rồi Ctrl trừ nhỏ lại. Thì bây giờ mình dùng cái công cụ xoay này nè. Mình ấn phím Alt, mình giữ lại, mình để con chuột vô ngay giữa này nè. Đó, lít con chuột một cái, ghi là 72 độ nè, review cho coi nè. Đó, nó sẽ copy ra được cái đó đó. Thì bây giờ mình copy rồi để yên vậy luôn nha. Ctrl D copy thêm. Đó, vậy là bây giờ mình đã có được 5 cạnh cái ngôi sao rồi phải không? Đó, chọn hết, cần cho dấu cộng lớn lên. Rồi bây giờ mình sẽ nối cái điểm này với cái điểm này lại với nhau. Đó, nối lại với nhau. Rồi chọn hết luôn. Đó, vào chọn hết. Rồi thì bây giờ mình dùng cái công cụ chọn này nè. Công cụ chọn đây ha. Rồi mình tìm một cái màu nào đó dễ nhìn đi. Rồi bắt đầu mình dùng cái công cụ chọn này. Mình kéo từ đây nè. Giữ chuột lại nha. Đừng kéo lệch nha, kéo trong cái dòng này thôi nha. Đó, một cái màu đỏ. Rồi kéo thêm một cái màu khác nữa đi, màu này đi, ở dưới đây nè, kéo lên tới đây, qua đây. Đó, rồi ở đây mình lít một cái nữa là xong, thấy không? Rồi bây giờ mình lít chuột vô đây, giữ phím shift, lít chuột vô đây. Lít chuột ra chọn 3 cái. Rồi edit, cắt nó. Rồi mình chọn hết cái này, delete nó. Rồi mình edit path nó lại y chang cái cũ nha. Path ở đây nè. Đó, bây giờ mình bỏ cái viền nó đi.
bây giờ mình chọn nó đồng bộ một cái màu radia n thôi, màu này đi đó. Thì các bạn muốn đẹp á, các bạn tạo cái viền cho nó, cái đường viền cạnh cho nó, thì bằng cách á, các bạn vẽ một cái đường từ đây nè, từ đây chạy tới đây nè. Đó, bạn chọn nó là màu màu trắng đi, trắng vàng gì cũng được, chọn nó hai đầu nhọn nhọn đi. Đó, nó có một cái đường viền ha. Nếu nó lớn quá thì mình cho nó nhỏ lại xíu. Đó, nó có đường viền cạnh ha. Rồi mình tiếp tục vẽ đen cái cạnh đó, vẫn giữ shape cho nó ngay nha. Rồi, cũng vô đây luôn. 0.75. Đó, nó có cạnh ha. Rồi, thì bây giờ mình group nó lại. Bắt đầu á mà mình cũng vô lấy cái công cụ xoay này nè. Ấn giữ phím an là t để ngay giữa lít chuột cái nữa. Thì lúc này cũng để 72 độ. Rồi mình copy nha các bạn. Rồi để yên nguyên vậy nha. Cần Ctrl D. Chừng nào đủ 5 cánh thôi. Rồi vậy thì trong vài thao tác cơ bản là các bạn đã được một cái ngôi sao với một cái hiệu ứng 3D lồng ghép với nhau, rất đẹp không? Còn cái chuyện màu sắc á, thì mình tùy theo mình thôi. Mình muốn làm màu gì mình làm, mình chọn màu gì mình chọn. Ví dụ mình chọn màu này đi. Đó, nó cũng ra thấy không, rất đẹp ha. Ăn thua bạn thôi. Đó, chọn màu nào cũng được, màu này cũng được. Thì cái màu này á, mình có thể á, là sửa nó nè, màu xanh. Đó, kéo màu xanh qua nhiều người hơn xíu nè. Còn đây cũng màu xanh cũng được nữa nè, nhưng mà cái phần trăm đó ta cho nó ít xuống nè, nó lợt hơn xíu thôi. Nó thấy không, kéo ít kéo nhiều á, hoặc là để giữa, hoặc là kéo cái này nè, kéo ngẫu nhiên cái này nè. Nó ngẫu nhiên đại đi thì nó sẽ ra cái màu thôi. Thì bạn copy hết những cái cánh còn lại để cho nó ra cái màu giống gì đó nè. Bây giờ mình chọn cái này nè, chỉ cần lít vô đây thôi đó, là nó sẽ ra cái màu giống như cái kia vậy đó. Đó, thấy không? Tùy theo mình, tùy biến cái sở thích của mình thôi ha. Đó, kéo lên đây nè. Rồi vậy là trong những bước đơn giản đã tạo được một cái ngôi sao hình năm cánh chéo với nhau chế hiệu ứng 3D nè, lồng ghép với nhau rất đẹp các bạn ha, cực kỳ đẹp. Group nó lại đi. Khi mình group nó lại á thì mình chọn cái màu á, là nó sẽ có một cái sự khác biệt nè, thấy không, nó ngẫu nhiên gì đó. Rồi thì vậy là nó mình đã hướng dẫn cho các bạn vài thao tác đơn giản á. Rồi save lại thôi. Ví dụ mình save lại cái ngôi sao là mình save trên
cái phím này, cái định dạng này để dành mai mốt làm việc nhiều nhiều luôn nha. Còn mình xuất ra hình ảnh á, thì mình ép bọt nó. Ép bọt thì tùy bạn thích cái hình định dạng nào công việc á. Thường ép bọt PNG để nó không có cái nền, để mình dễ làm việc á các bạn. Nó không có nền nè. Rồi, vậy thì cái clip ngắn gọn của mình đến đây kết thúc á, để mà tranh thủ cho các bạn dễ hình dung á. Làm nhiều quá thì mất thời gian các bạn xem ha. Đó. Canh giữa nó nè. Đó, canh giữa trang giấy luôn á. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại ở những cái clip sau nha.